Cái chết là một ranh giới tự nhiên mà trong chúng ta, bất cứ ai rồi cũng sẽ phải bước qua. Khi mất đi những người thân yêu, sẽ có những người sẵn sàng chấp nhận quy luật tự nhiên, nhưng cũng có không ít người muốn từ chối sự thật. Và đó chính là câu chuyện chủ đề của Ghostwire Tokyo, lấy cảm hứng dựa trên những địa danh có thật tại Tokyo, cùng với những câu chuyện truyền thuyết yêu ma trong văn hóa của người Nhật Bản. Nhà phát triển Tango Gameworks đã viết lên một câu chuyện huyền ảo mang đậm màu sắc hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả của một thành phố phát triển bậc nhất tại Nhật Bản, những hiện tượng kỳ bí vẫn thi thoảng diễn ra đâu đó giữa lòng thành phố. Những ảo ảnh, những vụ tấn công, những vụ mất tích đang dần dần xuất hiện ngày một nhiều. Ai ai cũng lờ mờ nhận thức ra được điều đó, nhưng không phải ai muốn bàn tán về nó cả. Ryota là một cậu bé khác biệt hẳn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Sống tại Shibuya, một khu vực vô cùng sầm uất của Tokyo, Ryota đã dành nhiều sự quan tâm tới những hiện tượng bí ẩn xảy ra xung quanh nơi mình ở. Trong quá trình tự tìm hiểu, cậu đã tìm và đọc được một số những vụ kỳ án được đăng tải trên Internet bởi một người có bút danh là KK. KK vốn xuất thân là một điều tra viên, không hề tin vào bất cứ câu chuyện thần thánh hay ma quỷ nào. Thế nhưng kể từ ngày anh gặp được những cộng sự hiện tại và kể từ lần đầu tiên anh chạm trán với những thế lực siêu nhiên, thế giới quan của KK đã hoàn toàn bị đảo lộn. KK đã bắt đầu sở hữu những năng lực ngoại cảm, có thể nhìn thấy những sự vật, những hiện tượng tâm linh mà người thường không tài nào có thể nhìn thấy được. Đó là một vụ án mất tích bí ẩn trong phòng tắm của một căn hộ, nơi chỉ duy nhất KK nhìn thấy một vệt đen lớn kéo dài ra tận cửa và một cái miếu nhỏ hiện ra trên mặt nước bồn tắm. Đó là vụ án ở Marunouchi, nơi nhân chứng nói rằng đã thấy nạn nhân của một đám sương mù bay tới nuốt chửng. Là vụ mất tích của hai mẹ con ở Kirigaoka, hiện trường chỉ vỏn vẹn có đúng hai bộ quần áo bị bỏ lại như những cái vỏ ve sầu. Sau khi làn sương mù rút đi, một cơn mưa thê lương trút xuống, đồng thời những bóng ma cầm ô kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. KK gọi chúng là những visitors hay những vị khách không mời, và anh đã học được cách chiến đấu chống lại chúng. Thế nhưng thì tuyệt nhiên, anh không thể nào lý giải nổi bản chất của chúng là gì, chúng đến từ đâu, và vì sao chúng lại làm điều đó với con người. Tin rằng KK là người duy nhất có thể giúp đỡ mình, Ryota đã trực tiếp nhắn tin tới cho anh, mong anh có thể giúp đỡ cậu tìm kiếm Sosuke, một người bạn thân bị mất tích dưới cống hai ngày này. Tại trụ sở của nhóm điều tra, nhận được tin nhắn, các thành viên bắt đầu tranh luận với nhau. Ở đó có Rinko, một nữ hacker chính hiệu, Ed, một tên mọt sách lầm lì ít nói, và Erika, một nữ sinh trung học muốn tham gia vì từng có người thân bị mất tích. Erika thì rất nóng lòng được ra thực địa khảo sát, thế nhưng vì sợ nguy hiểm nên Rinko vẫn quyết định gọi và cử KK ra hiện trường. Từ điểm hẹn thì Ryota đã bắt đầu dẫn KK xuống con hẻm nơi Sosuke mất tích. Từ ngay phía trên miệng cống, bằng khả năng thấu thị của mình, KK đã phát hiện ra một Chibakuri, một linh hồn bị gắn kết với nơi mà nó đã chết. Linh hồn này chạc 30 tuổi và không hề có tâm địa xấu xa gì. Có vẻ như trước đó vì thấy Sosuke đi một mình, anh ta đã đi theo để bảo vệ, nhưng không may bị đám quái vật cuốn xuống cống và giết chết. Để lại Ryota ở phía trên, KK bước xuống dưới, nơi anh bắt gặp một bóng người nhỏ bé cầm ô và đang mặc áo mưa vàng. Những tưởng đó là Sosuke, nhưng KK đã lầm. Bóng người kia nhanh chóng thổi sáo, triệu hồi thêm một đám visitors rồi biến mất. KK dễ dàng hạ gục chúng, nhưng đồng thời anh cũng bắt đầu có ảo giác về một người đàn ông đeo mặt nạ kỳ lạ. Không ai khác, đó chính là phản diện chính của Ghostwire Tokyo mà anh sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ban đầu, hắn chỉ định đưa ra một tấm bùa, nhưng trong ảo giác kế tiếp, KK thấy lồng ngực mình bị xuyên thủng bởi bàn tay của hắn, như báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp diễn ra. Ảo giác kết thúc, KK cũng vừa hay tìm được Sosuke và quay trở lại mặt đất, nơi các cộng sự của anh đã tới và sẵn sàng yểm trợ. Hóa ra thì Sosuke lại chính là chú chó của Ryota. Điều đó lý giải tại sao nó bị mất tích tới 2 ngày mà không có một ai ngoài Ryota lo lắng đi tìm cả. Mọi thứ kết thúc trong êm đẹp và nhóm của KK đã quay trở lại với hoạt động điều tra của mình. Bẵng đi một khoảng thời gian sau đó, không rõ những biến cố gì đã xảy ra với nhóm của KK, nhưng có vẻ như chẳng có gì là tốt đẹp. Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta, Akito, đã không may gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường. KK lúc này đang ở dạng linh hồn, không rõ vì sao và từ đâu bay đến, nhưng anh đang rất cần một cơ thể đã chết để có thể nhập vào. Anh ta cuối cùng đã nhập thẳng vào Akito, người lúc này đã cận kề cửa tử. Sự sát nhập đã khiến Akito choàng tỉnh. Ah!
ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。 生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ。この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。 Đúng lúc đó, một trận sương mù khổng lồ ập tới, bao trùm toàn thành phố Tokyo. Thứ sương mù này giống hệt với những làn sương mù mà KK đã từng bắt gặp trước đó. Nó sẽ ngay lập tức nuốt chửng lấy bất cứ ai đứng ở bên trong, khiến cơ thể họ biến mất và chỉ để lại quần áo. Nhờ được KK nhập hồn, nên Akito đã may mắn kháng cự được sức mạnh của đám sương mù. Thế nhưng thì cậu cũng sớm nhận ra rằng mình sắp phải đương đầu với một thế lực đáng sợ đứng đằng sau những hiện tượng ấy. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ Hania, giống hệt với kẻ đã từng xuất hiện trong ảo giác của KK. Hắn đang âm mưu thu thập linh hồn của người dân với một mục đích quỷ quyệt nào đó. たるべき世界の礎へと。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。 Sau khi nhập vào cơ thể của Akito, KK cứ đinh ninh rằng mình có toàn quyền kiểm soát nó, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Akito nhất định kháng cự vì không hề biết kẻ vừa chui vào người mình là ai, cũng như là chưa hiểu hết tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, đến mức mà KK đã suýt nữa phải bóp chết Akito, thì Akito lại là người chiến thắng. Cậu buộc KK phải thỏa hiệp với tình trạng hiện tại vì cậu đang rất muốn đến gặp em gái mình tại một bệnh viện ở gần đó. Akito vốn có một cô em gái có tên là Mari. Theo những mảnh ký ức hiện ra trong quá trình chơi, ta biết được rằng cha mẹ của Akito và Mari đều đã mất cách đây vài năm, để lại hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống. Mari là một cô gái hiền dịu, hết mực yêu thương người anh của mình, trong khi đó thì Akito thì dần trở nên tiêu cực hơn kể từ ngày cha mẹ mình mất. Thế rồi, một tai nạn khác ập xuống, Mari bị mắc kẹt trong một vụ cháy nhà và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, còn Akito thì vẫn luôn đinh ninh rằng chính cậu là người đã khiến em gái mình phải nhập viện. Sau khi KK hướng dẫn Akito những bước để chiến đấu căn bản chống lại đám Visitors, cả hai bám theo tuyến đường duy nhất trong thành phố, không bị sương mù bao phủ để có thể tới được bệnh viện trung tâm Shibuya, nơi Mari đang nằm hôn mê. Vượt qua những bóng ma thơ thẩn trong bệnh viện, cuối cùng thì Akito cũng đến được căn buồng để tên Shizuki Mari. Đáng tiếc, cậu đã chậm một bước. Kẻ đeo mặt nạ Hania đã đứng sẵn ở đó. Hắn đang khen ngợi Mari, người đã chạm tới ngưỡng cửa của cái chết nhưng vẫn sống sót và lành lặn. Dường như Mari lại chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho kế hoạch của hắn. もう一人。お前は。愚かな。 魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。
意志の力か興味深いだがお前は後回しだまるに振られるなと言ったよそうかお前の案ずるな私なら彼女を救ってやれる Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, KK đã xuất hiện và lập ra một giao kèo với Akito. KK muốn sở hữu cơ thể của cậu, đổi lại thì anh ta sẽ cứu mạng Mari. Trong quá trình chuyển giao cơ thể, rất có khả năng linh hồn của Akito sẽ bị tiêu biến. Anh chấp nhận rủi ro đó và may mắn lại một lần nữa mỉm cười khi Akito vẫn còn sống sót. Việc đầu tiên mà Akito cần làm sau khi rời khỏi bệnh viện là tới Yukenchaka. Bằng cách thanh tẩy những cánh cổng Tori trấn yểm các khu vực cũng chính là nguồn gốc của đám sương mù, Akito sẽ lấy thêm được tầm nhìn, mở ra những khu vực mới để có thể tự do di chuyển và hoạt động. Cũng tại đây thì anh lấy được những con búp bê giấy Katashiro. Chúng hoạt động như những tấm bùa hấp thụ, cho phép Akito và KK thu thập những linh hồn vất vưởng còn sót lại trong thành phố. Khi số lượng linh hồn trong bùa đã đầy, anh có thể chuyển giao lại nó cho những bốt điện thoại công cộng, nơi ẩn giấu một thiết bị đặc biệt. Được biết rằng hệ thống này được thiết lập bởi S, chàng trai cộng sự mọt sách ít nói của KK. Nó sẽ mang những linh hồn ra bên ngoài thành phố, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đám sương mù và trả họ trở về trạng thái con người bình thường. Thông qua đó thì Akito đã đổi những linh hồn mà anh cứu được để lấy điểm kinh nghiệm, từ đó thăng tiến sức mạnh cho bản thân. Tại Yukenchaka, Akito và KK đi tới một căn hộ bị phong ấn bằng bùa chú. Đây cũng chính là căn hộ mà trước đây các cộng sự của KK dùng làm trụ sở. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những sập tài liệu điều tra nằm ngổn ngang cùng với những hệ thống máy tính đồ sộ của Rinko. Chỉ có điều, căn phòng giờ đây chẳng còn ai, như thể ám chỉ rằng đã có chuyện gì đó không hay diễn ra với cả nhóm điều tra. Theo chỉ dẫn của KK, Akito tìm đến một bộ cung tên đặc biệt có sức mạnh chống lại lũ ma quỷ. KK đã lấy được nó thông qua công việc trước đây của mình dưới dạng một đặc vụ an ninh cấp quốc gia hoặc tương đương. KK dường như cũng đã điều tra kẻ đeo mặt nạ từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị hắn giết chết. Và có vẻ như mới chỉ gần đây thôi, phải gửi linh hồn mình nương náu ở thân thể của một người khác như thế này. Ngay khi bước ra khỏi căn hộ, cả hai đã bất ngờ phải đối đầu với một bức tường chắn tâm linh nguy hiểm. Akito xoay sở tìm được cách phá bức tường, trong khi thì KK phát hiện ra dấu vết của kẻ đã cố tình ngăn chặn họ. Lần theo dấu vết ấy, cả hai đi xuống hệ thống cống ngầm khổng lồ Chikans nằm bên dưới Tokyo, nơi có một tháp điều áp lớn và nổi tiếng đến mức mà người ta gọi nó là ngôi đền dưới lòng đất. Tại đây thì họ đã bắt gặp một trong số những kẻ đeo mặt nạ lúc nãy với chiếc mặt nạ Yasuo Toko. Sau màn giao chiến quyết liệt thì cuối cùng Akito cũng đã đánh vỡ chiếc mặt nạ của hắn để lộ ra khuôn mặt thật đằng sau. Điều bất ngờ là đó chính là khuôn mặt của KK, hay nói đúng hơn, đó chính là cơ thể của anh ta. Sau khi linh hồn của KK bị bắt đi, Akito gần như đã mất hết khả năng sử dụng bùa chú tấn công. Tuy nhiên thì với cây cung cùng với một số bùa chú khống chế, cậu vẫn có khả năng xoay sở để trở lại mặt đất. Mục tiêu lúc này của Akito chính là đi cứu KK, vì nếu không có anh ta, cậu sẽ không thể nào cứu được em gái mình. Akito nhanh trí tìm đường quay trở lại trụ sở của nhóm điều tra để tìm manh mối.
Tại đây thì cậu đã gặp được Rinko, người đã bước sang thế giới bên kia, nhưng vẫn gắng bám trụ lại để hỗ trợ. Rinko nói rằng mối liên kết giữa Akito và KK vẫn còn, nhưng cậu sẽ phải tự nhận ra nó. Đồng thời, cô cũng muốn Akito mang chiếc ví trả lại cho KK. Ở bên trong đó là tấm ảnh của một người phụ nữ và một đứa trẻ. Rất có thể đó chính là vợ và con gái của KK. Akito bước ra ngoài, giờ đây thì cậu đã cảm nhận rõ hơn thế giới xung quanh và bắt đầu lần theo dấu vết của KK. Akito sau đó cũng tìm thấy một chiếc hộp nhốt linh hồn của KK trong một ngôi đền, nơi được canh gác bởi một bóng ma trẻ con mặc áo mưa vàng, không đâu khác cũng chính là bóng ma mà KK đã từng bắt gặp trong quá khứ. Một lần nữa nó chỉ thổi sáo mà không trực tiếp giao chiến, nên Akito cũng không quá khó khăn để có thể cứu được KK. Cả hai bắt đầu chia sẻ sự đồng cảm và dần trở nên ăn ý với nhau hơn khi cùng sở hữu động lực là những người mình yêu thương. Cũng vì thế mà trong lần nhập hồn này, sức mạnh của KK và Akito đã được gia tăng đáng kể. Nói thêm một chút về đám Visitors ở trong game. Bên cạnh những loại yêu ma cầm ô đại diện cho những kiểu hình tính cách thông thường, thì một số lượng lớn các Visitors còn lại ở trong game được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết yêu ma của người Nhật. Chúng ta có Kuchisake Onna, người phụ nữ bị rách miệng, Nekomata, chú mèo già thành tinh, rồi thì Kappa, Intan Momen, Tanuki, Koloko Kubi, vân vân. Bản thân những cái cây bị tha hóa cũng là một hình tượng được lấy cảm hứng từ những xác người được chôn dưới gốc hoa anh đào. Quay trở lại với câu chuyện ở trong game, ở một địa điểm khác của thành phố, nhóm người đeo mặt nạ đã bắt đầu thực hiện nghi thức của mình. Một cột sáng lớn bất ngờ chiếu thẳng lên bầu trời Tokyo, khiến mặt đất rung chuyển, quạ bay kín trời. Akito và KK nhanh chóng lên đường tìm tới cột sáng. Đi được nửa đường thì cả hai bị thu hút bởi tiếng chuông điện thoại công cộng. Người ở đầu dây bên kia bất ngờ thay đó chính là Rinko. Rinko nói rằng nguồn gốc của đám sương mù nằm ở tòa tháp trung tâm Sengoku. Khi Akito tới nơi, linh hồn của Rinko đã ở đó. Cô giải thích rằng sau khi Akito thanh tẩy những cánh cổng Tori, đám người kia đã bắt đầu mã hóa tần số của những cánh cổng còn lại, khiến chúng trở nên khó bị phát hiện hơn. Từ đó đám sương mù được lan tỏa ra dễ hơn. Akito đã quyết định ở lại để bảo vệ cho đến khi Rinko hack ngược lại vào chương trình và phá vỡ hệ thống mã hóa của đám người đeo mặt nạ. Sau khi tạm biệt Rinko, Akito và KK đã bắt đầu tìm cách để liên hệ với S. Nhờ một chiếc thẻ điện thoại đặc biệt, họ đã nghe được đoạn ghi âm mà S để lại. Một cách giao tiếp rất thông thường mà S thường hay sử dụng với những người xung quanh. Đoạn ghi âm nói rằng hiện giờ thì chỉ có S và Dell là đã thoát khỏi Shibuya an toàn theo kế hoạch. Lần cuối cả nhóm tách nhau ra là ở bãi đỗ xe gần đường Jizo. S cũng đã khá chắc kèo là KK đã chết, nhưng vì linh hồn thì có thể truyền tải đi được nên anh cũng chẳng phải lo lắm. Tại bãi đỗ xe, một đoạn ghi âm khác đã cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại. Cô bé Erika thì muốn tự mình chiến đấu nên đã bỏ đi. Rinko thì đuổi theo Erika, chỉ còn S và Dell là đã bỏ trốn theo kế hoạch. Rinko cũng dặn S cất giấu một món đồ và một chiếc tủ ở bến tàu Shibuya. Mẩu giấy trong chiếc tủ thì lại dẫn tới một căn hộ ở Kirikaoka, và đó sẽ là điểm đến tiếp theo của Akito. Tại căn hộ được chỉ dẫn, KK đã dùng phép để tái hiện lại sự kiện trong quá khứ và phát hiện ra lý do tại sao mà Rinko đã chết. Một trong số những kẻ đeo mặt nạ đã lần ra được vị trí ẩn náu này, à đã đột nhập và bắt cóc Rinko. Lần theo dấu vết tâm linh, Akito cuối cùng cũng đã tìm và giải thoát được cho linh hồn của cô, nhưng không thể tìm thấy được cơ thể. Đổi lại thì cô không còn bị bó buộc bởi giới hạn vật lý nữa và có thể truyền tải thông tin tới cho Akito một cách vô cùng nhanh chóng. Dựa trên những chỉ dẫn của Rinko, các nhân vật chính của chúng ta sẽ tiếp tục lên đường tới chỗ của cột sáng. Họ đi sâu vào khu vực cấm thuộc quận Kirikaoka, cũng chính là nơi mà trước đây KK đã từng tới để điều tra về vụ mất tích của hai mẹ con nọ. Chứng kiến hàng trăm linh hồn bị đám người xấu thu thập tại cùng một chỗ, Akito đã không giấu nổi sự tức giận của mình. Những cảm xúc ấy đã khiến cho KK nhận ra Akito rất có tiềm năng để trở thành một điều tra viên như mình đã từng làm trước đây. Có lẽ cậu ta chỉ còn thiếu một chút kinh nghiệm nữa mà thôi. Sâu bên trong một hang động phía dưới khu rừng, và một lần nữa, Akito đã tìm thấy đám người đeo mặt nạ, lúc này chỉ còn đúng 3 người.彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。なんだと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。 こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。KK、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。
娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。 Hóa ra thì Erika lại chính là con gái của Hania. Chi tiết quan trọng này đã giúp chúng ta dần xác định ra được những sự kiện đã diễn ra trước đó. Dựa trên những đoạn ghi âm mà người chơi có thể tìm thấy được ở trong game, chúng ta sẽ dần nắm được động cơ phía đằng sau hành động của Hania. Hania vốn là một nhà khoa học bị thương tật ở tay vì một vụ tai nạn nào đó trong quá khứ. 5 năm trước các sự kiện mất tích bắt đầu diễn ra, vợ của Hania lâm bệnh nặng và rơi vào hôn mê. Trong tâm trạng đau buồn, Hania đã bắt đầu suy nghĩ về bản chất của cái chết. Hắn cho rằng nếu như vợ mình qua đời thì tức là linh hồn của cô ta sẽ rời khỏi cơ thể. Và nếu như cơ thể chỉ là một chiếc vỏ, một vật chứa linh hồn thì Hania hoàn toàn có thể cứu được vợ mình bằng cách tìm ra một vật chứa mới phù hợp. Biết được những gì mà cha mình đang ngấm ngầm thực hiện, Erika đã bỏ đi và vô tình gia nhập trở thành một thành viên của nhóm điều tra. Tại đây thì giữa cô bé và Rinko đã nảy sinh một mối quan hệ thân thiết như mẹ con, thế nhưng thì những bí mật về kế hoạch của Hania thì chưa bao giờ được tiết lộ. Sau một quãng thời gian dài điều tra, cả nhóm cuối cùng cũng đã biết tới Hania và bắt đầu kế hoạch chống lại hắn. Erika cũng muốn giúp đỡ và tham chiến. Cô bé đã bí mật đến gặp KK để học cách chiến đấu, nhưng rốt cuộc thì lại không được Rinko đồng ý. Vào cái ngày mà đáng lẽ ra tất cả các thành viên còn lại sẽ lánh nạn khỏi Shibuya, thì Erika lại một mình bỏ về gặp cha. Hẳn là cô bé muốn tự tay ngăn chặn thảm họa. Đáng tiếc thay, không những không thành công mà Erika lại còn bị chính cha mình lợi dụng, trục xuất linh hồn của cô ra khỏi cơ thể. Điều tương tự cũng đã xảy đến với người vợ và KK khi anh đã một mình chiến đấu chống lại Hania. Thân thể của ba người sau này đã bị tận dụng bởi những quái vật vô diện, trở thành chân tay đắc lực cho Hania. Còn linh hồn của KK thì đã bay đi nhập vào người Akito như chúng ta đã biết. Sau khi đánh bại được tên Faceless trong thân thể của Erika, Akito tiếp tục lao tới hòng ngăn chặn Hania. Thế nhưng, mặt đất bất ngờ rung chuyển, những thế lực xuyên thấu khổng lồ bắt đầu trồi lên từ dưới mặt đất, hay còn được gọi với cái tên là Daidarabochi. Khi Akito hoàn hồn lại thì Hania và vợ đã biến mất, trong khi đám người khổng lồ bắt đầu di chuyển trong thành phố và hướng về con lốc xoáy to lớn dị thường. Cơn lốc có tâm ở một địa điểm nằm sâu bên trong lớp sương mù, và nếu muốn đến đó thật nhanh thì Akito không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi xuyên qua màn sương độc. Theo chỉ dẫn của KK, trước tiên thì cậu sẽ phải tìm chiếc xe máy hạng độ chuyên dụng của Rinko. Trên lý thuyết, nó được áp dụng công nghệ chống tâm linh, cho phép người lái đi xuyên qua môi trường sương mà không gặp bất cứ tổn hại gì. Và vì tất nhiên đây là một trò chơi nên chiếc xe sẽ bị hỏng một số linh kiện cũng như là chưa được đổ loại xăng đặc biệt, thế nên thì Akito sẽ phải đi tìm chúng trước. Sau 77-49 màn đánh yêu quái thì cuối cùng cậu cũng đã có thể khởi động được chiếc xe. Có vẻ như sau cùng thì cái địa điểm làm lễ của Hania lại chính là một địa danh nổi tiếng, tòa tháp Tokyo. Ngay hướng cổng vào thì Akito đã bắt gặp cái xác của Rinko. Hóa ra đây chính là chỗ mà cô thực sự đã chết, và Rinko cũng không vấn vương gì về cõi trần nữa. Cô nói những lời trăn trối cuối cùng và đặt niềm tin vào Ariko rồi tạm biệt và biến mất. Theo nhận định của KK, Erika chính là nguyên nhân khiến linh hồn của Rinko vẫn còn bám trụ tại dương thế. Một khi Erika được cứu thì Rinko cũng nhắm mắt xuôi tay, và chuyện tương tự cũng sẽ sớm xảy ra với KK. Nói cách khác, nếu như chấm dứt được kế hoạch của Hania thì KK cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cuộc nói chuyện của cả hai bị chen ngang bởi tên Faceless đội lốt người vợ của Hania. Không còn lựa chọn nào khác, Akito và KK buộc phải diệt trừ luôn người vợ, lúc này đã hóa thành hình dạng của một con quỷ nhện gớm ghiếc.君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか。教会が失われれば世界は一変する。私はそこに ささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に
輝き続けることができる。何が楽なんだ。そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか、妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。Sâu trong thâm tâm của Agito, cậu luôn cảm thấy mình là kẻ có lỗi, là kẻ đã chịu trách nhiệm cho cái chết của cha và mẹ và sự tổn thương của Mari. Chính vì thế, ý chí của Agito rất dễ bị lung lay khi đề cập tới em gái. Cậu ít khi giao tiếp với Mari, nên thực sự cũng chẳng biết em gái mình đang suy nghĩ gì, chẳng biết nó ghét mình tới nhường nào, và Agito cũng rất sợ phải lắng nghe sự thật. Thấu hiểu điều đó, KK đã chia sẻ câu chuyện của mình. Hóa ra thì anh ta cũng chẳng phải là một ông bố tốt đẹp gì cho Cam. KK tự cho rằng nếu như mình cắm đầu vào công việc thì anh đã có thể bảo vệ được gia đình mình, mà không nhận ra rằng sự lựa chọn ấy đã khiến cho mối quan hệ gia đình dần trở nên nhạt nhòa và xa cách. Dẫu vậy, KK vẫn sẽ không chùn bước để hành động vì gia đình, và điều đó thực sự đã giúp cho Agito sốc lại được tinh thần. Anh đánh bại Yasutoko thêm một lần nữa trước khi đưa mình đuổi theo Hania. Trên đường theo chân tên phản diện chính, Agito bắt đầu bước qua một loạt những ảo giác, những mẩu ký ức chắp vá của bản thân và của em gái mình suốt từ lúc Mari chào đời. Có những khoảnh khắc rất vui tươi, cũng như là có cả những lúc mà hai anh em xung đột và trở nên xa cách. Cho đến khi cha và mẹ của cả hai lần lượt qua đời trong bệnh viện, mọi thứ đã dần trở nên tồi tệ hơn. Agito và Mari chỉ còn biết nương tựa vào nhau, nhưng nhiều khi Mari chỉ còn muốn nằm xuống và kết thúc để được trở về bên cha mẹ. Cho đến tận cùng thì Agito đã tìm thấy Hania và em gái. Hania lúc này đang tiến hành những bước cuối cùng của kế hoạch, trong khi cả đám lâu la súng vào cầm chân Agito. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển tạo nên một chiếc hố sụt lớn phá hủy chiếc giường làm lễ. Cái này là... Cô ấy đã làm gì? Không, それでも儀式は止められない。残してくれた思い
ても置いていけなかった。Dù buổi lễ đã bị chen ngang, nhưng cuối cùng thì kết giới giữa hai thế giới âm dương vẫn đã được mở ra. Hania cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện được đoàn tụ với gia đình, hợp nhất ma tính, biến thành con quái vật dị dạng. Đương nhiên là Akito và KK sẽ không dễ gì bỏ qua cho thứ quái vật gớm ghiếc này. Sau một thời chiến đấu thì hợp thể của Hania cũng đã bị tiêu diệt. Các linh hồn bị bắt cóc từ màn xương cũng đã không còn chịu sự kiểm soát của Hania nữa. Chúng bắt đầu tỏa ra tứ phía và trở về với cuộc sống dương thế. Tất cả chỉ trừ Mari.忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。分かった、必ず伝える。悪いな、使いっ走り頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK、 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取りついておいて。礼ぐらい言えよ。
Và đó là những lời trăn trối cuối cùng của KK về dương thế. Akito vẫn sẽ tiếp tục sống, vì cậu vẫn còn một lời hứa cần phải thực hiện. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là sự tha thứ cho chính bản thân mình. Liệu Akito có mất đi năng lực nhìn thấy yêu ma? Liệu cậu ta sẽ tiếp nối con đường của KK hay là trở lại cuộc sống bình thường? Và nếu có thì liệu chúng ta sẽ có Ghostfire Tokyo 2 chứ? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của các bạn về cốt truyện của game bên dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, nếu thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, share và subscribe cho VGame. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.